Bây giờ anh tính sao? Ông Phong trở mặt với anh rồi. Giờ anh có nương tay, ông ấy cũng không tha cho anh. Chơi thì phải chơi tới cùng thôi, ra sao thì ra. Chẳng lẽ anh Phong lại ác tâm như vậy sao? Anh mong Như thông cảm và hiểu cho công việc của anh. Vậy là tất cả việc tình cờ gặp gỡ trước đây đều là sự sắp xếp của anh. Đúng. Nhưng mà bữa cơm anh mời em và những con bướm mà anh sưu tầm là thật.